người lái xe chở khách này đã bị tổ công tác cảnh sát giao thông của Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên phát hiện lái xe có dương tính với chất ma túy heroin thông qua việc kiểm soát bất ngờ trên đường. Lái xe cho biết mình sử dụng ma túy để tỉnh táo hơn trong các chuyến xe đường dài. Thực tế hiện nay, theo nhận định của Cục Cảnh sát Giao thông, trên các tuyến cao tốc, tuyến quốc lộ vẫn còn tình trạng một số lái xe thiếu ý thức, sử dụng các chất kích thích dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Do đó, việc kiểm soát tốc độ và ma túy đối với các lái xe là rất cần thiết. Cái việc kiểm tra nồng độ cồn và ma túy thì chúng tôi thực hiện 24/24 và cả năm. Chứ cũng không có thời điểm nào là chúng tôi lơ là cái việc này cả. Thì chúng tôi đã xử lý 02 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 1 trường hợp vi phạm về ma túy. Là một trong những tuyến đường trọng điểm kết nối các tỉnh phía Nam của thủ đô, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hàng ngày có đến hơn 10.000 lượt phương tiện lưu thông qua đây. Xác định, đấu tranh với ma túy là công tác lâu dài, kiên trì. Lực lượng cảnh sát giao thông lên kế hoạch thực hiện tuần tra kiểm soát khép kín 24/24, tập trung kiểm tra đối tượng là lái xe ô tô kinh doanh vận tải, ô tô chở khách, ô tô tải, xe vận tải container, xe ô tô kéo rơ móc hoặc semi rơ móc. Các trường hợp vi phạm sử dụng chất ma túy sẽ thông báo về cơ quan tổ chức, Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người đó làm việc, cư trú, có biện pháp quản lý theo quy định và thông báo kiến nghị ngành giao thông vận tải, ngành y tế có biện pháp quản lý công tác khám sức khỏe, đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông nhằm lập lại trật tự, an toàn giao thông và nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân. Trong những năm qua, thực trạng lái xe sử dụng ma túy vẫn còn tồn tại dai dẳng. Nhiều vụ tai nạn thảm khốc đã diễn ra bắt nguồn từ nguyên nhân lái xe phê ma túy nên không làm chủ được tay lái. Trên thực tế, có không ít trường hợp tài xế, nhất là lái xe đường dài, sử dụng chất ma túy, coi đó như thuốc an thần để giữ tỉnh táo. Tôi thấy là rất là thường xuyên và rất là tốt. Tại cái này là cũng đã đảm bảo cho những anh em lái xe là có những cái ấy, những cái chấp hành luật nghiêm hơn, đồng tình ủng hộ. Mình phải được đảm bảo được an toàn giao thông để mà vận chuyển anh bởi vì trên xe mình tính mạng con người. Để giảm thiểu tai nạn giao thông, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác chấp hành của mỗi người dân. Đảm bảo an toàn cho người khác cũng chính là đảm bảo an toàn cho bản thân mình.